Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kiểm tra và tặng quà nhân dân vùng lũ tỉnh Thanh Hóa, chiều tối ngày 8 và sáng ngày 9 tháng 9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã vào thăm kiểm tra tình hình, tặng quà nhân dân vùng lũ huyện Mường Lát và huyện Quan Hóa là những địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh. Đến thời điểm này, tức là đã 13 ngày sau trận lũ lịch sử, hai xã Mường Chanh và Quang Triều vẫn hoàn toàn bị cô lập. 452 hộ dân có nhà bị trôi sập vẫn đang phải tránh trú tạm tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Hiện tuyến quốc lộ 15C đến thị trấn huyện Mường Lát vẫn còn bị chia cắt. Trong đợt lũ vừa qua, tuyến đường đã bị sạt lở nghiêm trọng từ km 49 đến km 110 với khối lượng đất đá rất lớn. Có những điểm bị đứt gãy gây ách tắc hoàn toàn đoạn đường từ Trung Lý lên Tén Tằn. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã kiểm tra thực địa các điểm sạt lở và đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, huy động tối đa nhân lực, thiết bị giải phóng nốt khối lượng đất đá còn lại, sớm thông tuyến để kịp thời đưa hàng cứu trợ lên với nhân dân vùng lũ. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc thông tuyến nhưng cũng nghiêm khắc nhắc nhở vì tiến độ còn chậm nên phải nỗ lực hơn nữa để thông tuyến trong 1 hoặc 2 ngày tới. Đến thăm tặng quà đồng bào bị thiệt hại ở xã Pù Nhi và xã Tam Trung, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương chia buồn với các gia đình có người chết và mất tích, có nhà bị trôi sập do đợt lũ lụt vừa qua và động viên người dân đoàn kết, nêu cao tinh thần tương thân tương ái để cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt, tập trung lao động sản xuất để sớm ổn định cuộc sống. Trực tiếp đến kiểm tra thiệt hại ở bản Pọng, xã Tam Trung, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên trong đoàn xót xa chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của đợt lũ. Bản Pọng là một trong 4 bản bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lần này, với 21 nhà bị cuốn trôi, 9 nhà bị đổ sập, 33 căn nhà bị ngập trong bùn. Chỉ còn lại 24 nhà an toàn và 16 người ở lại trông coi tài sản. Có hơn 400 khẩu đi sơ tán vẫn chưa thể về nhà. Trước những thiệt hại nặng nề của bà con bản Pọng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị quan tâm chăm lo để người dân đang phải sơ tán sớm trở về ổn định cuộc sống. Theo báo cáo nhanh của huyện Mường Lát, đợt mưa lũ từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 khiến trên địa bàn có 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 3 người bị thương, 139 nhà bị sập hoàn toàn, 373 hộ phải di rời, 226 hộ bị ảnh hưởng, 15 điểm trường bị sạt lở, 3 trường sập hoàn toàn, 1 nhà văn hóa thôn, 3 bưu điện văn hóa xã, 3 chùa và 1 đình làng bị ngập, 109 hecta lúa nước bị cuốn trôi, nhiều gia súc gia cầm bị chết và bị lũ cuốn. Hệ thống công trình thủy lợi, đường giao thông bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng. Các công trình nước sạch bị hư hỏng hoàn toàn. Thống kê ước giá trị thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao sự tích cực khẩn trương khắc phục khó khăn của huyện Mường Lát, song yêu cầu huyện phải tập trung cao hơn nữa để nhanh chóng ổn định đời sống cho 452 hộ gia đình có nhà bị sập đang phải di rời, quan tâm hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu để các hộ sinh sống bình thường. Trong thời điểm đặc biệt khó khăn này, cần tập trung thực hiện 24/24 giờ, sớm thông tuyến đường huyết mạch 15C để đưa hàng hóa lên, cứu trợ kịp thời cho nhân dân vùng lũ, nhanh chóng bố trí nguồn nước sạch phục vụ nhân dân sinh hoạt, khẩn trương sửa sang lại trường lớp học để ổn định việc học tập của các học sinh, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đặc biệt lưu ý huyện Mường Lát phải nghiên cứu lập dự án bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài cho người dân. Có như vậy, bà con mới yên tâm sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Trước mắt nhanh chóng rà lại, thống kê chính xác thiệt hại để báo cáo Trung ương hỗ trợ. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu huyện Mường Lát phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bởi càng ở vùng sâu vùng xa, càng phải quan tâm, đề phòng, cảnh giác và chăm lo cuộc sống cho nhân dân, tránh để bà con bị kẻ xấu lợi dụng. Trước mắt, tỉnh và huyện cần huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, biên phòng và các đoàn thể chính trị, xã hội khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Đồng chí khẳng định, sự thiệt hại lần này là vô cùng nặng nề. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, cần kêu gọi sự quan tâm ủng hộ của các nhà hảo tâm và đồng bào cả nước, quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại, quản lý tốt nhu yếu phẩm và nguồn kinh phí được hỗ trợ, đảm bảo sự công bằng, minh bạch.
Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương mong muốn cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân huyện Mường Lát đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống để tập trung phát triển kinh tế. Nhân dịp này, ban tổ chức Trung ương trao quà hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ huyện Mường Lát, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ trước mắt 5 tỷ đồng, ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam hỗ trợ 6 tỷ đồng cho huyện Mường Lát khắc phục hậu quả do mưa lũ. Đợt mưa lũ vừa qua, huyện Mường Lát đã bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hiện tại, cùng với việc khắc phục hậu quả do thiên tai, việc đảm bảo sức khỏe cho đồng bào ở huyện Mường Lát cũng đã được ngành y tế Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đã thành lập đội phòng chống dịch ứng cứu nhanh, phối hợp cùng y tế xã xử lý nguồn nước, phun hóa chất diệt muỗi, tiêu độc khử trùng bằng chloramin B tại các khu vực ngập lụt nặng như Tam Trung, Quang Triều, Trung Lý, Mường Lý, Tén Tần, cấp cứu tai nạn thương tích, khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Mường Lát còn tiêm phòng uốn ván miễn phí cho các trường hợp tai nạn thương tích. Chúng tôi cũng đã có những cái bàn bạc chỉ đạo rất sát sao đối với Trung tâm Y tế huyện để có những can thiệp kịp thời để xử lý môi trường, đặc biệt là cái nguồn nước ở trạm y tế, ở nhất là các trường học bán trú của huyện và tại hộ gia đình. Đến ngày 8 tháng 9, do giao thông bị chia cắt, lực lượng y tế chưa tiếp cận được một số bản của xã Trung Lý và Tam Trung. Ngay sau khi nước rút, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế các địa phương vùng lũ đã tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ khắc phục xử lý vệ sinh môi trường, chủ động phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Vĩnh Lộc. Nhiều ngày sau lũ, chính quyền và người dân xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc vẫn đang tiến hành dọn dẹp nhà cửa, đồ dùng gia đình, nạo vét bùn, khơi thông cống rãnh, làm sạch vệ sinh môi trường. Hiện nay khó khăn nhất là nhiều muỗi. Chủ yếu là cái đề nghị là cái muỗi là nhiều mà chưa được hỗ trợ cái thuốc phun để trừ muỗi. Mưa lũ đã làm 11 xã với gần 1.800 hộ dân của huyện Vĩnh Lộc bị ngập lụt. Trung tâm Y tế huyện đã cấp cho các trạm y tế xã 598 kg chloramin B và 350 kg phần chua để xử lý môi trường. Riêng xã Vĩnh Yên có 5 thôn với 734 hộ dân bị ngập lụt đã được cấp 135 kg chloramin B và 85 kg phèn chua khử khuẩn và làm sạch nước. Tuy nhiên, sau ngập lụt, nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại cộng đồng là rất cao. Sau cái đợt ngập lụt lần thứ 3 này thì cũng khuyến cáo bà con là tiếp tục là tăng cường cái xử lý môi trường tại hộ gia đình của mình, cũng như là cái vệ sinh cá nhân, đặc biệt là quan tâm đến cái nguồn nước ăn uống và cái liên quan đến cái công tác về cái phát hiện những cái trường hợp mà có khả năng là mắc bệnh để báo cáo kịp thời với y tế địa phương và để xử lý kịp thời. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, tính đến ngày 5 tháng 9, trên 90% các vùng bị ngập lụt đã được xử lý môi trường, tập trung vào việc xử lý nguồn nước, xử lý chôn lấp xác gia súc gia cầm chết và làm sạch hệ thống các nhà vệ sinh bị ngập. Xã Quý Lộc, huyện Yên Định hiện có 189 trang trại gia trại chăn nuôi với tổng đàn hơn 9.600 con gia súc gia cầm. Trong đợt lũ vừa qua, 120 trang trại gia trại ngoài đê sông Mã của xã đã bị ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Do vậy, ngay sau lũ, chính quyền địa phương và người dân đang khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý môi trường. Trang trại của gia đình ông Trịnh Đình Sơn hiện có 260 lợn nái và lợn thịt. Trong đợt lũ vừa qua, trang trại bị ngập sâu hàng mét nước, số lợn đã được di chuyển vào khu vực nhà dân trong đê. Trước khi đưa lợn về trang trại, ông Sơn đã thực hiện việc xử lý môi trường theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Giữa chuồng trại sạch sẽ xung quanh mà tôi là vái vôi, ý là vái vôi 2-3 lần, cứ vái xong trời lại mưa lại tán đi, nhưng mà cũng phải bắt đầu mai lại phải mua lại vái tiếp. Rồi bơm thuốc thì ngày nào cũng phải bơm, mà rồi bơm thuốc khử trùng khử trại cũng tử tế, và bà tôi cũng đi dăm lùa lợn về. Cùng với việc tích cực xử lý môi trường chăn nuôi, xã Quý Lộc tập trung phun tiêu độc khử trùng tại tất cả 12 khu dân cư nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra. Địa phương chúng tôi là tiếp tục duy trì cái phương án là 4 tại chỗ tại địa phương. Cái thứ hai là về cái mặt phát triển chăn nuôi thì chúng tôi tiếp tục là
tăng cường triển khai làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng tất cả các khu trang trại và các cái tuyến đường ở các thôn và các khu dân cư, và đặc biệt là tiếp tục thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư các loại con giống và vật nuôi tốt. Lượng chế phẩm để xử lý cái môi trường sau cái lụt là cơ bản đến tình hình hiện nay là đáp ứng được nhu cầu. Còn trong cái thời gian tới mà khi mà có cái sự cố bất thường, mà đặc biệt là vấn đề về xử lý cái vật nuôi gia súc mà chết, thì xử lý cái vấn đề môi trường ở đấy thì sẽ nó có cái là nó sẽ thiếu. Thì phòng hiện nay là đang tham mưu cho ban huyện là tiếp tục đề nghị với Sở Tài nguyên Môi trường là hỗ trợ thêm cái chế phẩm. Chỉ trong tháng 8 vừa qua, xã Quý Lộc phải chịu 3 đợt lũ liên tiếp, do được chuyển đến nơi an toàn nên gia súc gia cầm không bị cuốn trôi. Tuy nhiên, môi trường sau lũ rất dễ phát sinh dịch bệnh. Việc di chuyển gia súc gia cầm nhiều lần làm giảm sức đề kháng, một số gia súc gia cầm đã bị chết. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây sự cố điện ở 9 huyện trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của gần 40.700 khách hàng. Sau khi nước rút, công ty điện lực Thanh Hóa đã nỗ lực cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng bị ảnh hưởng. Song tính đến 10 giờ ngày 8 tháng 9, đang còn một số thôn bản với 1.600 hộ dân của Mường Lát và Quan Hóa chưa được cấp điện trở lại do giao thông vẫn bị chia cắt. Theo thống kê, đến thời điểm 10 giờ ngày 8 tháng 9, thiệt hại lưới điện trên địa bàn tỉnh gồm đường dây trung thế có 92 vị trí cột bị nghiêng và gãy đổ, 9 trạm biến áp bị ngập lụt hư hỏng, gần 13.000 mét dây dẫn cao thế bị hư hỏng. Đường dây hạ thế có 267 vị trí cột bị nghiêng và gãy đổ, 385 hộp công tơ và hơn 10.000 mét dây dẫn bị hư hỏng. Ước chi phí khắc phục đến thời điểm hiện tại là 14,5 tỷ đồng. Công ty Điện lực Thanh Hóa vẫn đang chỉ đạo các chi nhánh điện lực Quan Hóa và Mường Lát tranh thủ mọi điều kiện để khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất. Một ổ dịch sốt xuất huyết mới xuất hiện tại xã Thành Kim, huyện Thạch Thành với số bệnh nhân ghi nhận là 11 người, trong đó có 7 bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết. Theo Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành, ca bệnh sốt xuất huyết đầu tiên phát hiện tại thôn 6 xã Thành Kim vào ngày 23 tháng 8, sau đó tiếp tục lây lan. Đến ngày 5 tháng 9, xã Thành Kim đã có 7 bệnh nhân phát hiện dương tính với sốt xuất huyết. Các bệnh nhân đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Hiện có 3 người đã khỏi và xuất viện. Tại bệnh viện thì hiện tại ở khoa lây chúng tôi có 4 bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết. Thì với 4 bệnh nhân thì chúng tôi khi tiếp nhận bệnh nhân thì chúng tôi điều trị với cái phác đồ chuẩn của Bộ Y tế đã đưa ra, và hiện tại 4 bệnh nhân thì đã có các cái dấu hiệu thuyên giảm về các cái triệu chứng, đặc biệt có một bệnh nhân thì đến giờ phút này thì các cái triệu chứng đã giảm hẳn. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết ở xã Thành Kim, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tiến hành giám sát vector, phun hóa chất toàn bộ khu vực thôn 6, đồng thời mở rộng điều tra vector và bệnh nhân tại hai thôn giáp ranh. Chúng tôi triển khai quyết liệt luôn là công tác vệ sinh môi trường, ra quân hàng loạt các tất cả các ban ngành tham gia, đôn đốc người dân, tuyên truyền cho người dân trên loa này, trên trực tiếp với từng hộ dân này, tham gia là làm các công tác vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, làm lật úp tất cả những cái phế thải, những cái chung vại, những cái ổ đọng nước xuống để cho nó giảm bớt cái tỷ lệ mắc sốt huyết. Mặc dù ngành y tế địa phương đã tích cực chủ động đối phó với ổ dịch sốt xuất huyết, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến đáng lo ngại. Đến ngày hôm nay, tại thôn 7 xã Thành Kim lại có thêm 4 trường hợp người dân mắc các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết như sốt cao, mệt mỏi. Theo quan sát của phóng viên, một số hộ dân ở xã Thành Kim vẫn chưa quan tâm đến việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, quanh nơi ở vẫn còn bụi rậm hoặc để các vật chứa nước tạo môi trường cho muỗi sinh sôi và truyền bệnh sốt xuất huyết. Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa ngày 8 tháng 9, Hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức đến thăm hỏi và trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Quan Hóa. Thay mặt Hội Phật giáo, Thượng tọa Thích Tâm Định, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh cùng các tín đồ tăng ni Phật tử Hội Phật giáo thành phố Sầm Sơn, Hội Phật giáo huyện Quan Hóa đã đến thăm hỏi, động viên và trao 330 suất quà gồm lương thực, thực phẩm, quần áo và một số nhu yếu phẩm cho 330 hộ gia đình bị thiệt hại do lũ lụt xảy ra tại xã Trung Thành, huyện Quan Hóa. Tổng giá trị quà gần 200 triệu đồng do các tín đồ tăng ni Phật tử đóng góp.
Thưa quý vị và các bạn, không thực hiện luân chuyển cán bộ đồng loạt mà có sự chọn lọc kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá năng lực cán bộ, vị trí công việc, đơn vị phù hợp là cách mà huyện Cẩm Thủy đang thực hiện. Dù số lượng cán bộ luân chuyển chưa nhiều nhưng đã mang đến hiệu quả thực sự cho địa phương. Từ năm 2015 đến nay, huyện Cẩm Thủy đã luân chuyển 23 cán bộ, trong đó luân chuyển 7 người từ huyện về cơ sở, 8 người là bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, luân chuyển từ xã này sang xã khác, 8 người luân chuyển trong khối đảng, đoàn thể, chính quyền. Việc luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện trên cơ sở, bám sát quy hoạch lãnh đạo cán bộ của huyện. Chúng ta làm nó phải chắc, chứ không thể làm ồ ạt được. Nếu như chúng ta làm ồ ạt, tôi lấy ví dụ như là cán bộ mà luân chuyển từ huyện xuống dưới cơ sở, xuống dưới các xã, nếu chúng ta làm nhiều thì nó sẽ để lại một cái khoảng trống cán bộ ở trên huyện. Đấy. Và sau này thì cái việc bố trí quay trở lại thì nó sẽ gặp cái khó khăn. Và hiện tại thì dưới cơ sở thì thừa nhưng trên đây thì lại thiếu người làm việc. Tháng 7 năm 2015, anh Phạm Minh Vũ là bí thư huyện đoàn được điều động về làm bí thư xã Cẩm Giang. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, anh đã vận động bà con chuyển đổi diện tích đất hai lúa năng suất thấp sang trồng cây màu năng suất cao như khoai lang Nhật, bí đỏ, khoai tây, tạo ra những thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Cơ sở vật chất của xã được xây dựng khang trang, hơn 30 km đường liên xã, liên thôn, đường nội đồng được kiên cố hóa. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đặt mục tiêu xây dựng 7 trên 10 thôn đạt tiêu chí nông thôn mới, nhưng đến năm 2017, xã đã được công nhận xã nông thôn mới. Xác định được tăng cường luân chuyển về địa phương thì cá nhân cũng rất là băn khoăn chăn trở. Mục tiêu trước tiên là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tập trung cái sản xuất, đối với Cẩm Giang là một cái xã thuần nông, do đó là tập trung cho cái sản xuất, nâng cao cái giá trị của cái đồng ruộng và cái giá trị của cái chăn nuôi. Và tiếp tục đẩy mạnh cái phát triển cái kết cấu hạ tầng cơ sở. Đến nay thì cơ bản những cái mục tiêu cũng đã đạt được. Không chỉ ở xã Cẩm Giang, ở các đơn vị khác, các cán bộ được điều động luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, vị trí công tác mới. Việc luân chuyển đã tạo môi trường rèn luyện, thử thách, đánh giá năng lực, uy tín của cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ vận dụng kinh nghiệm, đổi mới tư duy sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở đơn vị mới. Chúng tôi xác định thì đây là công tác cán bộ và để cho cán bộ tiếp tục được nâng lên, tránh được những cái ý lại, trông chờ, rồi là xưa bảy nay làm thì sẽ không còn nữa. Thời gian tới, việc luân chuyển cán bộ sẽ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ của huyện Cẩm Thủy. Với phương châm không nặng về số lượng mà tập trung chú trọng về chất lượng để công tác luân chuyển cán bộ thực sự tạo ra những đột phá, thay đổi thực sự của địa phương. Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả duy trì và nâng cao tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, triển khai Bộ Tiêu chí Xã Nông thôn mới nâng cao, Xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới 27 huyện, thị xã, thành phố và 244 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua rà soát, có 6 tiêu chí được các xã duy trì và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí mới gồm quy hoạch thủy lợi, điện trường học, nhà ở dân cư, văn hóa. Các tiêu chí còn lại có trên 80% số xã đáp ứng yêu cầu, 20% số xã còn lại chưa đạt các nội dung mới, chưa có xã nào đạt nội dung tiêu chí 17.8 là an toàn thực phẩm. Hiện vẫn còn 43 xã đạt chuẩn nợ đọng với tổng số nợ là 89,5 tỷ đồng, 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2012-2016. Chỉ duy trì được từ 12 tới 15 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Do đó, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các sở ban ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí theo hướng yêu cầu hoàn thành nông thôn mới liên tục từ xã nông thôn mới lên xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hội nghị đã triển khai bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Lấy ý kiến đề xuất của các địa phương về cơ chế hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh có 119 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao và 25 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới,
tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 25 về tiêu chí điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Theo đó, các xã đạt chuẩn nông thôn mới đang triển khai thực hiện 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Với mục tiêu cuối năm 2019 sẽ hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn đang đầu tư nâng cấp hạ tầng gắn với xây dựng cảnh quan nông thôn. Theo đó, xã đang hoàn thiện gần 3 km đường giao thông liên thôn liên xã, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất và 1,4 km hệ thống rãnh thoát nước với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Từ giờ đến cuối năm 2018, địa phương sẽ cố gắng phấn đấu là hoàn thành hệ thống giao thông liên thôn. Đồng thời với việc hoàn thành hệ thống giao thông liên thôn thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái việc là trồng cây xanh, cây tạo cảnh quan, toàn bộ cái hệ thống giao thông liên thôn. Xác định phát triển kinh tế là nền tảng xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hoàng Đạo, huyện Hoàng Hóa đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển hơn 200 ha cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao như lạc, bí, ớt. Xã phấn đấu năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, năm 2019 đạt 45 triệu đồng. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao thì ngoài xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở ra rồi nhà ở nhân dân thì chúng tôi đặc biệt quan tâm nhất là sản xuất nông nghiệp để đảm bảo đời sống nhân dân và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Trong đó là có mấy cái nhiệm vụ cơ bản, đó là phải chuyển giao khoa học kỹ thuật, hai là tiêu thụ cho nhân dân. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải hoàn thành 15 tiêu chí như cứng hóa 100% giao thông nông thôn nội đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng năm 2019 và trên 45 triệu đồng năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%, trên 30% số hộ có quy mô vườn hộ đạt chuẩn. Hiện toàn tỉnh đã có 119 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Bình quân các xã đã đạt 10,76 tiêu chí nâng cao một xã. Chúng tôi đã có nghị quyết của Đảng ủy và triển khai là sẽ làm lần lượt từ ở cơ sở, từ thôn lên. Đến bây giờ thì các thôn là cơ sở vật chất văn hóa ở các thôn là đã cơ bản khang trang, sạch đẹp rồi. Đấy, và vệ sinh môi trường thì dân đã có cái ý thức rất là tốt. Mục tiêu của tỉnh là đến hết năm 2019 có 37 xã và năm 2020 có thêm 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo kế hoạch, việc tiêm phòng cho gia súc gia cầm đợt 2 năm 2018 của tỉnh triển khai từ đầu tháng 8 và phải hoàn thành trong tháng 9, nhưng đến nay tiến độ tiêm phòng tại một số địa phương vẫn còn chậm. Từ giữa tháng 8, xã Thế Thắng, huyện Nông Cống đã chuẩn bị đầy đủ số lượng vaccine để tiêm phòng đợt 2 năm 2018 cho đàn gia súc gia cầm. Nhưng do ảnh hưởng của mưa lụt nên đến ngày 4 tháng 9, xã mới tổ chức tiêm phòng và mới chỉ đạt trên 60% số gia súc gia cầm thuộc diện phải tiêm. Mưa lũ trong tháng 8 và đầu tháng 9 cũng làm chậm tiến độ tiêm phòng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho châu bò mới chỉ đạt 56%. Tiêm vaccine cúm gia cầm mới đạt 32% và tiêm tụ dấu lợn, dịch tả lợn chỉ đạt 22%. Tỷ lệ tiêm phòng thấp càng làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ, vì môi trường khu vực chăn nuôi bị ô nhiễm, dễ bùng phát lây lan các loại dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Xã đã triển khai cái phương án và thành lập cái ban chỉ đạo, nhưng mà do cái mưa lũ thì lại chưa triển khai được. Thì sau khi hôm nay chúng tôi sau cái trận lũ này, chúng tôi sẽ tiếp tục là chỉ đạo triển khai cái tiêm phòng cho đàn gia súc, vì mưa lũ lụt thế này nó sẽ sinh ra nhiều các cái bệnh, cho nên chúng tôi tăng cường công tác chỉ đạo tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt hai nó kịp thời và đúng cái thời gian kế hoạch đề ra. Tập trung tiêm phòng cho cái số gia súc chưa được tiêm và trong cái đợt chính để làm giảm thiểu cái thiệt hại gây ảnh hưởng do sau mưa bão. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2 năm 2018, ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện nghiêm công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và dịch bệnh động vật sau lũ trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.